Đây là một ngôi nhà 5 gian. Một ngôi nhà 5 gian tại thôn Nương Xá, xã Nam Điền, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà được đặt ở trên tầng 2. Tầng dưới thì được làm bằng bê tông và làm cái không gian sinh hoạt. Hiên được thiết kế rất là rộng rãi. Cột thì được thiết kế bằng đá bên ngoài, làm cho tạo cái sự sáng sủa và rất là uy nghi, vững chãi. Kẻ hiên cũng được chạm trổ đầu rồng, rất là công phu và đẹp. Các vách thì được đục đẽo rất là tinh xảo, với lại con song và các cái bức tranh tùng cúc trúc mai. Phía vách tiền cũng được chạm trổ bằng những bức tranh gỗ được ghép lại với nhau rất là tinh xảo và sắc nét. Phía dưới được chạm bằng những bức tranh trong bộ tranh tứ quý tùng cúc trúc mai, thể hiện bốn mùa yên ấm tươi vui. Ba gian trước, ba gian giữa thì mỗi gian đều hệ thống cửa đẹp, với các cái bộ bức tranh tùng cúc trúc mai, bức tranh tứ quý. Năm gian thì được là năm gian, ba gian thông, hai bên là hai phòng khách. Cột cái, cầu đầu và cột đội cũng như là quai giang là rất đục đẽo, rất là tinh xảo. Chính gian giữa là gian thờ với những hoành phi và câu đối hai bên rất là cổ điển và mang tính chất là truyền thống. Gian thờ thì được bố trí mang đúng phong cách của Bắc Bộ. Bàn thờ thì cũng được chạm khắc tỉ mỉ và những cái đường nét rất là sắc sảo. Ở ngôi nhà này thì vẫn giữ được những bức hoành phi và những câu đối có thời gian rất là lâu, phải nói là không biết là có phải là những cái bức hoành phi và câu đối cổ không, nhưng mà nhìn cái nét thời gian thì có thể biết được đã phủ màu thời gian. Gian bên phải thì cũng được trang trí với bên trên là một bức hoành phi, một câu đối. Đây là cái phòng để nghỉ ngơi. Phòng khách cũng được trang trí bằng với trần ốp gỗ và xung quanh cửa cũng là cửa gỗ, có đầy đủ hệ thống điều hòa. Tôi không quay bên sâu bên trong phòng ngủ, nhưng mà cái phòng khách này thì rất là tuyệt vời và cao cấp. Đây là đốc của cái phòng khách bên phải. Gian bên trái là gian để tiếp khách với cuốn thư và hai câu đối. Một chỗ tiếp khách rất là ấm cúng. Cái phía trước là một bộ đồ gỗ cá chép hóa rồng. Phía bên gian trái là cũng là một phòng nghỉ.
một điểm ưu tiên đấy. Chả có chế độ hộ khẩu ngoài đúng Hà Nội. Phòng nghỉ này cũng được ốp gỗ rất là cao cấp, với đầy đủ điều hòa, cửa gỗ rất dày. Phải nói là một ngôi nhà rất là tinh xảo, nhìn thì có vẻ là nhẹ nhõm đơn giản, nhưng hẳn sâu trong đó là những cái sự tinh xảo và sắc nét.